Bình thường anh em để ý ấy, các cái dòng scope hoặc là laptop khác nó chỉ đóng trong cái hộp giấy thôi. Còn riêng con Eltec G33 cùng 551 này, nó đóng ở trong một cái hộp nhựa đen xì, rất to, rất đẹp và rất chắc chắn, chứng tỏ nó cao cấp hơn hẳn đấy. Và bên trong chúng ta thấy rất nhiều đồ luôn. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, bỏ qua đi. Cái này nó như là một cái bọc, cái bao gì đấy. Bao của cái gì thì không biết nha. Trên đời có rất nhiều bao các bạn ạ. Phía trong này chúng ta có một tờ giấy để lau kính. Một vài cái dụng cụ như là vít này, vít lục này. À, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Một cái holo được đóng trong cái túi bóng rất đẹp. Lát nữa sẽ tháo. Chúng ta còn có một cái scope. Và chúng ta có một cái gá. Cái gá sẽ đi kèm 4 cái ống vít. Để luôn ra đây này. Chúng ta có một cái gá nhỏ nữa. Đây là cái gá sơ cua các bạn ạ. Và đây là pin, pin 3.7V. Cái pin súng này các bạn nối hai cục với nhau sẽ thành 7.4V đấy. Đó là tất cả những gì ở trong hộp. Tuy nhiên các bạn nhìn nhá, cái hộp của nó đóng mút chống sốc, các bạn thấy chưa? Chia thành các ngăn và đóng mút chống sốc. Nó chỉ xuất hiện với những con hàng cao cấp thôi. Và những hàng bình thường nó đơn giản, nó chỉ đóng giấy và nó ném trong một hộp giấy thôi các bạn ạ. Review qua một chút về cái bộ sai ngắm này. Thì đây chính là con holo của chúng ta. Cả holo, cả scope và cả phần gá đều làm từ full metal các bạn nha. Full metal, gõ vào nhau kêu quắc quắc luôn. Úi xồi, đặc biệt con scope này nó còn có một cái lớp mút cao su. Đấy, nó để khiến cho con scope cầm dễ hơn, đỡ bị tuột và cũng đỡ bị xước. Đó lớp cao su bọc bên ngoài. Còn lại tất cả chi tiết khác đều làm bằng metal, gõ vào nhau quắc quắc luôn. Từng dòng chữ được khắc laser. Khắc laser nhá, không cần, không phải là cái loại in lên đâu, sơn lên đâu. Từng dòng chữ khắc laser và các bạn có làm thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không bị mờ được. Đó. Độ chi tiết cực kỳ cao và nó làm theo đúng nguyên mẫu ở ngoài đời thực các bạn ạ. Đó. Bộ sai ngắm Eltec. Với bộ ngắm Eltec G33 cộng 551 này, các bạn nên lắp vào những mẫu súng như kiểu CQB hoặc là rifle bình thường. Nếu sử dụng nó và lắp vào những cái mẫu như kiểu Snip hoặc là build DMR thì mình nghĩ là không thực sự hợp đâu. Đây là một con M4 build CQB khá là phổ thông với báng PDW. Thân XM316, cái thân này thì lâu lắm rồi, nó còn đều với thân Z8 hiện tại cơ. Rát là rát kim loại và nó chỉ dài khoảng 7 inch thôi, các bạn thấy không? Giảm thanh M2, mà thật sự không phải đâu, cái này là giảm thanh cũ rồi. Tôi không nhận ra nó là cái gì luôn các bạn ạ. Tuy nhiên là nó không quá ngắn đúng không? Tay cầm không thể nào thiếu được. Đó, đó là một con M4 CQB. À còn quên, còn một lớp sơn. Mà theo anh em đánh giá là sơn này là sơn Infinity anh em ạ. Màu tím tím của thằng Thanos ấy. Đấy, nhìn này. Em build lên thấy khá là đẹp rồi đúng không? Rất chuẩn CQB. Khá là đẹp thôi. Nhưng thiếu cái gì? Đó là thiếu red dot ở phía trên. Chúng ta thử lắp bộ G33 và 551 vào xem nó thay đổi như thế nào nhá. Ta đến với cả cái scope để chơi đi. Đó, đây là một cái scope đi kèm này. Tuy nhiên, nó có một cái gá ở phía dưới. Các bạn lấy lên và sẽ nhìn thấy. Bây giờ mình muốn nghiêng bên phải đúng không? Mình sẽ lắp theo chiều như này. Nó có hai cái chỗ để bạn vít vào. Các bạn nhét hai con vít ngắn nha. Nó có 4 vít, các bạn nhét hai con vít ngắn này thôi. Rồi. Hàng chất lượng thì các bạn vặn thoải mái, nó không có ba viên ba viết gì đâu. Các bạn rất là nhẹ nhàng thôi. Bộ scope này luôn luôn lắp phía sau. Các bạn gạt tay với cần này để cho nó mở ra. Đó, gắn nó vào rêu. Đóng vào, đấy các bạn nhìn này, nó chưa được chặt cho lắm. Thì nó có một con vít ở bên cạnh này rồi. Bây giờ các bạn dùng một cái tu vít hay như tôi dùng hai cạnh này, vặn thêm vài vòng. Rồi, này, nó sẽ thắt chặt vào và gần như là scope không thể lung lay được nữa rồi. Không thể lung lay được nữa rồi. What the hell? Vặn thêm vòng nữa đi, nó tí vùng 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 mất mẻ mấy triệu. Cơ chế của con holo này cũng tương tự. Một chốt và một vít, rất thông minh luôn. Cái khoảng cách giữa holo và scope này tùy ý mọi người thôi. Mình sẽ để khoảng đâu đó 3-4cm như này. Để nhìn nó đỡ bị thô mà. Đấy, ướm vào này, đóng chốt này. Đó, siết vài vòng. Nó làm cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết một. Và đây chính là tuyệt phẩm của chúng ta. Chụp cuối luôn anh em ạ. Con này đẹp như sơn và nó tốt luôn cả gỗ anh em ạ. Ban đầu mình nghĩ người ta sản xuất ra cái scope này có thể bẻ ngang ra để làm gì, để ngắm nghiêng như trong game PUBG các bạn ạ. Đây như này, nhưng mà thực tế là không phải. Như thế này không đúng với thực tế.
Thực tế nó như sau: khi các bạn tác chiến tầm xa khoảng cách tầm 100-200m thì các bạn cần phải sử dụng scope này, tại vì nó có tác dụng zoom x4 mà, zoom được con nha. Đó. Tuy nhiên, ở trong khoảng cách tầm gần thì sao? Chúng ta không cần scope nữa đúng không? Chính vì thế chúng ta sẽ bẻ nghiêng ra. Bẻ nghiêng không phải để ngắm nghiêng này nó bắn cho vỡ đầu. Bẻ nghiêng là để các bạn sử dụng mỗi cái hồ lô thôi. Đó, các bạn sẽ ngắm qua hồ lô như này. Khoảng cách tầm 10-15m hoặc tầm 20m các bạn chỉ cần hồ lô thôi. Đó, nhìn nhé. Úi dồi, chính trong mắt luôn, rất ngon. Đây chính là cái tactic của cái G33-1551. Ở trên scope chúng ta có hai cái núm, đó. Trong thực tế có lẽ là để điều chỉnh tiêu cự các bạn. Tuy nhiên là có vẻ như nó không hoạt động. Mình không thấy cái tâm trí thập của nó thay đổi gì cả. Rep 11 làm cảnh thôi. Thế mới chuẩn là hàng 11 real. Nhưng mà holo lại là chuyện khác. Hoạt động ngon lành luôn. Các bạn sử dụng pin 3.7 gắn vào. Ngon lành. Các bạn để ý nhá, nó làm rất là chi tiết. Nó làm một cuộn dây thép đó, bọc đồng. Để làm gì? Để giữ cái nắp này. Hay là nó còn tác dụng gì không nhỉ? Mình nghĩ là chắc chỉ giữ cái nắp này thôi. Các bạn có thể thấy là cái đèn red dot đỏ nó đã sáng này. Đó, các bạn ấn cái nút bên trên này này thì nó sẽ đổi ra màu xanh được chưa? Nó chỉ đổi xanh đỏ thôi, xanh đỏ này. Đó. Hai cái nút phía dưới này để lên xuống cái tâm. Tuy nhiên là nó cũng là rep 11 và nó lại làm cảnh các bạn ạ, nó nháy nháy và nó đấy có gì xảy ra cả. Ở bên cạnh phải của holo chúng ta có cái hai cái núm này và điều chỉnh bằng tua vít hai cạnh. Mình nghĩ là nó sẽ để cho cái tâm của holo lên xuống. Mình sẽ thử bạn nào nào. Đây mình sẽ chọn phần đao trước nha. Và nó chả đao tí mẹ đâu anh em ạ. Rồi right left thử ra nào. Rai nhá. Bây giờ mình sẽ vặn theo vòng chiều kim đồng hồ xem nó có lệch sang phải không. Úi dồi rai, úi dồi sang đi em. Sang đi em, sang đi em. Rất tiếc đéo sang tí nào luôn. Rep 11 vẫn là rep 11. 11 phải là 11 real. Như vậy mình đã giới thiệu cho anh em bộ Eltech G33-1551. Nhưng mà rep 11. Rất là ngon. Rất là ngon, thật sự rất ngon, rất đẹp. Tuy nhiên là nó vẫn còn một hạn chế quá lớn so với bản thực tế các bạn ạ. Nhưng các bạn không cần bản thực tế đâu, tại vì đơn giản cái này nó là đồ chơi gắn kèm với một sản phẩm đồ chơi mà. Nó chỉ như này thôi đã là đẳng cấp lắm rồi. Nếu bộ G33-1551 Rep 11 vẫn quá tổng anh em ấy, thì mình giới thiệu với anh em đây là bộ G33-1551 Rep 22 anh em ạ. Đó, bằng nhựa, phun nhựa. Nhựa lại là nhựa thường luôn. Đó. Và bọc trong một cái giấy nhìn rất là cứng như thế này. Đấy, các bạn sẽ phải xé ra để so kích thước cho anh em xem luôn. Ok anh em này, vẫn là Eltech à. Đây, vẫn có chữ này, kích thước thì tương đồng luôn này. Đó. Úi xồi, cái scope này nó còn to còn mẹ hơn anh em ạ. Ê, nó có gá đào hoa nhá, nhưng mà gá nằm sâu quá mình mới được. Scope to hơn. À, nhưng mà scope này thì loại khác. Loại khác đấy, loại khác đấy. Đấy, nhìn nó thô thiển, to hơn nhưng mà thô thiển hơn anh em ạ. Đúng là mẹ hàng. Đây, Rep 11. Đấy, còn đây là Rep 22. Ok nhá. Yeah.